Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một chút cái phần về tầng thứ của các đối tượng. Đấy. Thế thì theo nguyên tắc chung mà tất cả các cái chương trình đồ họa nó đều áp dụng thì về logic các cái đối tượng khi mà tạo ra với cái thứ tự trước sau thì nó cũng sẽ có tầng thứ cao thấp khác nhau. Khi mà tôi vẽ ra một đối tượng thì đối tượng nào vẽ ra trước sẽ nằm ở dưới, đối tượng nào vẽ ra sau sẽ nằm đè lên trên. Đấy là logic chung của tất cả các cái chương trình đồ họa đều áp dụng. Tuy nhiên trong quá trình mà làm việc thì chúng ta sẽ có nhu cầu thay đổi tầng thứ cho các đối tượng, cái này thì lên trên, cái kia thì xuống dưới, và để thực hiện việc đó thì chúng ta cần phải nắm được các cái quy tắc thay đổi tầng thứ cho nó. Để thay đổi tầng thứ cho một đối tượng thì chúng ta sẽ vào, trước hết là chúng ta chọn cái đối tượng mà muốn thay đổi tầng thứ đã. Sau đó thì chúng ta sẽ vào menu Object. Trong menu Object thì chúng ta tìm tới lệnh Order. Lệnh Order sẽ cung cấp cho chúng ta các cái tùy chọn để chúng ta có thể đưa một đối tượng lên trên hoặc xuống dưới so với vị trí gốc của nó. Chúng ta sẽ sử dụng bốn cái lệnh này là cơ bản, bao gồm có lệnh to front of layer, to back of layer, forward one, back one, để chúng ta đưa lên đưa xuống các đối tượng so với vị trí gốc của nó. Trong đó to front of layer hoặc là forward one thì sẽ đưa các đối tượng lên từ trên, trong đó to front of layer thì sẽ đưa đối tượng từ một vị trí bất kỳ đưa lên tới vị trí cao nhất trong số các đối tượng cùng nằm layer với nó. Còn forward one thì nó sẽ đưa một đối tượng lên trên một bậc so với cái vị trí vốn có của nó. Còn hai lệnh to back of layer và back one thì một lệnh là to back of layer sẽ đưa đối tượng được chọn ở vị trí bất kỳ xuống dưới cùng so với các layer đang nằm cùng layer với nó. Còn back one thì sẽ đưa đối tượng xuống thấp hơn một bậc so với vị trí vốn có của nó. Phím tắt thì nó liên quan tới các phím Page Up, Page Down, và nó kèm theo là Control hoặc là Shift. Với Control thì nó đi từng bậc một giống như đi thang bộ đó, mỗi một lần hoặc là lên một bậc hoặc xuống một bậc. Thế còn đối với các lệnh To Front of Layer hoặc là To Back of Layer thì nó sẽ giống như là nhảy một bước là từ đất lên trên mái nhà, hoặc là từ mái nhà nhảy một bước là xuống dưới mặt đất, không đi theo các bậc cầu thang nữa. Đây, chúng ta thử xem đối tượng đang ở trên cao, trên cùng, đúng không? Tôi chọn nó và tôi giữ Control Pad Down. Mỗi một lần như thế này thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nó sẽ tụt xuống một bậc so với vị trí hiện tại. Đây, Control Pad Down. Mỗi một lần thì các bạn thấy đi xuống một bậc. Còn bây giờ Control Pad Up, lên trên đỏ, lên trên vàng, lên trên xanh lá cây, lên trên xanh cobalt. Như vậy là đây là thang lý bộ, mỗi lần đi một bậc. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta giữ Shift thì lúc này hơi giống cao thủ rồi, đúng không? Từ trên nóc nhà một phát là nhảy xuống rồi dưới mặt đất, và ngược lại từ dưới mặt đất nhảy một phát là lên nóc nhà, không cần thang. Thì đây là cái thao tác để chúng ta thay đổi các tầng thứ. Đấy, phím tắt rất dễ nhớ. Control Pad Up, Control Pad Down, Shift Pad Up, Shift Pad Down. Tuy nhiên, các cái lệnh này thì nó chưa giải quyết hết vấn đề chúng ta. Tại vì nếu như chúng ta chỉ có một vài đối tượng thì cái việc dịch vài tầng nó là cái thao tác rất là dễ, chúng ta có thể đủ kiên nhẫn để chúng ta làm. Nhưng với một cái bài mà thiết kế phức tạp, nó có độ khoảng 100 đối tượng, 200 đối tượng, thì cái việc đi từng bậc như thế này không đủ đáp ứng yêu cầu. Đi lên trên cùng thì ok, đi xuống dưới cùng thì ok, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có yêu cầu lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng, mà đôi lúc chúng ta sẽ phải xử lý ở một cái mức độ lơ lửng. Nếu mà nó rất gần ở trên cùng thì chúng ta cũng có thể làm theo cái phương pháp gọi là kết hợp, có nghĩa là ví dụ tôi có 100 đối tượng, bây giờ tôi được yêu cầu là đưa một đối tượng ở một vị trí bất kỳ lên tới cái tầng thứ 95 chẳng hạn, thì tôi có thể là đưa nó lên trên đỉnh, sau đó thì nó lùi lại khoảng 5 bước để đạt được hiệu quả. Hoặc là tôi
đang ở một vị trí bất kỳ nào đó trong một cái nhà trăm tầng đấy, bây giờ đưa tôi, yêu cầu tôi xuống tầng 5 thì tôi sẽ đi xuống tầng 1 rồi tôi đi ngược về 5 tầng đấy. Thế nhưng mà nếu mà nó nằm ở giữa chừng thì sao? 49, 50, 51 thì kiểu gì mình chỉ có mỗi một cách là đi từng tầng, như thế thì cực kỳ mất thì giờ. Và do đó thì Corel cung cấp cho chúng ta một phương pháp khác nữa, đó là vào trong object, vào trong order, thay vì sử dụng 4 cái lệnh mà chúng ta vừa mới trao đổi thì chúng ta có 2 lệnh, đó là in front of và behind. Với in front of có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ định một đối tượng này dịch chuyển vị trí của nó và nằm sát ngay bên trên một đối tượng được chỉ định. Thế còn behind là dịch một đối tượng xuống một vị trí nào đó và nằm sát bên dưới một đối tượng được chỉ định. Ví dụ tôi chọn in front of, đó, tôi sẽ yêu cầu nó là nằm phía trên thằng màu vàng chẳng hạn. Thế đây, sau khi chọn lệnh sẽ có một mũi tên đen rất to, tôi chỉ vào đối tượng màu vàng thì nó ở bất cứ đâu tôi không biết, nó sẽ dịch vị trí làm sao cho nó nằm vừa ngay bên trên thằng vàng. Ngược lại, bây giờ tôi muốn là cho nó nằm xuống dưới thằng xanh Cuban chẳng hạn, thì tôi sẽ sử dụng lệnh gì đấy, object order behind, và tôi sẽ chỉ vào, chỉ mũi tên đen vào trong cái hình xanh Cuban, nó sẽ dịch chuyển cho tới khi nào nó nằm sát ngay bên dưới thằng xanh Cuban. Như thế thì bất chấp là có bao nhiêu tầng thứ, chúng ta có thể chỉ định một đối tượng dịch chuyển tới nằm sát ngay bên dưới hoặc nằm ngay bên trên một đối tượng. Tuy nhiên các bạn lưu ý là các lệnh này thì nó chưa dừng ở đấy, chúng ta có một số lệnh nữa như sau. Phía trên các bạn còn có mấy cái lệnh, đó là to front a page và to back a page. Thế thì cái to front a page và back a page này thì khác với to front a layer và back a layer này như thế nào, thì chúng ta sẽ giải thích như sau. Một layer thì nó sẽ chỉ giống như là một tầng nhà mà thôi đấy, và chúng ta có thể là ở trong một cái nhà nhiều tầng chứ không phải là chỉ ở nhà một tầng. Và cái việc mà phân tách ra các cái tầng thứ cao thấp thì nó sẽ giống như là những cái người ở trong một tầng nhà, người ta có thể ở các cao độ khác nhau. Trẻ con thì nằm bò dưới đất để mà chơi ở sàn nhà, đúng không? Thằng anh con chị lớn hơn một tí thì ngồi học ở trên ghế đấy, bà mẹ thì đứng cao hơn một tí nữa thì đang nấu nướng, còn ông bố thì có khi bắc thang đánh đu lên tít tận cái móc ở trên trần này là để sửa quạt hay là mắc điện. Thế thì rõ ràng là trong một tầng nhà như thế, mỗi đối tượng có thể ở các tầng cao thấp khác nhau, và cái việc mà chúng ta thay đổi tầng thứ thì nó cũng vẫn chỉ ở trong một cái tầng nhà này thôi. Nhưng đây là một cái căn nhà cao tầng, nhiều tầng, thì kể cả trong trường hợp là ông bố có đánh đu sát lên trên cái trần nhà của cái tầng mình ở thì cũng vẫn thấp hơn cái thằng nhóc con nó nằm bò ra đất ở cái tầng phía trên. Và do đó thì cái việc mà chúng ta xác nhận là to front a page thì nó cũng giống như là đưa một cái đối tượng lên trên cùng, nhưng mà lên trên cùng ở một cái tòa nhà chứ không phải ở trong một tầng nữa. Và như thế là chúng ta sẽ chuyển cái đối tượng này từ cái tầng này sang một cái tầng khác cao hơn để có thể đạt được cái yêu cầu là nó là cái đối tượng cao nhất trong cái tài liệu này. Thế thì cái layer này nó nằm ở đâu? Mà chúng ta mở ra, chúng ta quản lý và chúng ta xem nó như thế nào. Thì đây, chúng ta sẽ làm quen thêm cái khái niệm về layer như sau. Các bạn tìm vào, lúc này thì tìm vào Windows. Trong Windows này thì các bạn tìm tới cửa sổ Docker, lệnh Docker. Và trong Docker này thì các bạn sẽ tìm thấy cái lệnh nằm thứ hai từ trên xuống, đó là lệnh Object Manager, quản lý các đối tượng ở trong Corel. Khi tôi nhấn lệnh này thì nó sẽ mở ra một cái panel, nó sẽ nằm ở phía lề phải như thế này. Và bằng cách bấm mở thì chúng ta sẽ thấy là nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin ở đây. Bây giờ nhìn có vẻ hơi rối một tí, tôi sẽ copy cái này, tôi cắt sang một cái tài liệu khác cho nó ít trang nhé, tại vì chúng ta đang mở vào một tài liệu rất nhiều trang, nó sẽ rất rối mắt. Chúng ta làm việc với một trang thôi đã, để cho nó gọn gàng, cho nó dễ nhìn nhé.
Đây, các bạn sẽ nhìn thấy ở trong cái cửa sổ này, hiện tại nó đang khai báo cho chúng ta một số các vấn đề như sau. Các bạn nhìn thấy ở đây có một cái gọi là layer 1. Đấy chính là cái layer mà chúng ta đang làm. Đấy, và đây chỉ là một tầng thôi. Trong đó nó khai báo là cái tầng nhà này gồm có bao nhiêu ông, màu gì. Đó, và chúng ta nhìn thấy nó rất đầy đủ ở đây. Ngoài ra nó cũng còn khai báo thêm một số thông tin mà chúng ta có thể thấy một cách nhanh gọn. Tất cả đây đều là rectangle, và từng rectangle này thì nó sẽ được tô màu gì, chúng ta nhìn thoáng qua là chúng ta sẽ thấy. Ngoài cái này thì nó cũng phản ánh đúng cái thứ tự cao thấp của các đối tượng. Các bạn nhìn ở trong cái cửa sổ làm việc thực sự thì mình thấy là rectangle đỏ nằm dưới cùng, sau đó đến vàng, đến lá cây, đến tím đỏ và đến xanh coban. Thì ở trong này nó cũng phản ánh một cái thực tế đúng hệt như thế. Thực ra thì hai cái cửa sổ làm việc và cái cửa sổ quản lý này là hai thứ thông nhau. Các bạn có thể làm việc ở bất cứ cái nào. Ví dụ tôi bấm chọn một đối tượng ở trong cửa sổ làm việc thì các bạn cũng sẽ thấy đối tượng tương ứng nằm ở trong cửa sổ quản lý, nó cũng được bôi đen cái tên, như thế là đối tượng này đã được chọn. Đấy, nếu bây giờ tôi lại bấm vào cái đối tượng màu xanh lá cây ở trong cửa sổ quản lý, tôi chọn nó, thì các bạn cũng sẽ thấy là cái điểm điều khiển đó, nó cũng hiện lên bao xung quanh cái hình xanh lá cây thật sự ở trong cái cửa sổ làm việc. Đây là cái bình thông nhau. Đấy, tác động đến đâu nó cũng sẽ chọn đúng cái đối tượng mà mình cần. Và tôi sử dụng lệnh đưa lên đưa xuống này, ví dụ control path up này, đưa thằng này lên trên. Đấy, thì khi mà cái thằng này nó đưa lên trên ở trong cửa sổ làm việc thì trong cửa sổ quản lý nó cũng sẽ tự động là chuyển tầng. Đấy là làm bằng lệnh. Còn nếu bây giờ chúng ta làm thủ công, tôi bấm vào thằng xanh của bạn, tôi kéo nó xuống nằm ở vị trí dưới cùng chẳng hạn, thì tự nhiên là cái thằng này nó cũng sẽ nằm xuống dưới cùng. Đây, dưới xanh này, dưới tím này, dưới vàng này, dưới đỏ, đúng không? Nó sẽ cũng thay đổi tầng thứ đúng như thế. Thế thì đây là một layer thôi, và chúng ta diễn giải các cái vấn đề nằm trong layer đó như vậy. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ tạo ra một layer mới, coi như thêm một tầng nữa. Thế để tạo thêm một layer mới thì các bạn bấm vào cái biểu tượng đầu tiên này, New Layer. Đấy. Và các bạn sẽ thấy có một cái cửa sổ hiện lên này, cho phép chúng ta là tạo ra một layer mới, nhưng đồng thời nếu thích chúng ta có thể đổi tên luôn nếu chúng ta cần. Còn nếu không, bấm ra ngoài thì nó sẽ tạo ra một layer. Lúc này đây là một tầng nhà trống, chưa có ai vào ở, hay là cũng như là chưa có một đối tượng nào cả. Bây giờ nếu tôi tạo ra các đối tượng khác, thì các đối tượng này nó sẽ được nằm ở tầng 2. Đúng không? Đây, chúng ta nhìn rất rõ là nó nằm ở tầng 2. Khai báo. Khai báo nằm ở tầng 2. Và bây giờ các bạn thử xem nhé. Đây là cái đối tượng gì đây nhỉ? Cao nhất ở tầng 1. Bây giờ tôi kéo vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó luôn luôn nằm dưới bất cứ cái thằng elite nào. Kể cả cái thằng elite thấp nhất là thằng elite xanh xanh này. Thằng này là thằng nằm bò dưới sàn nhà tầng 2 đây, nhưng nó vẫn cao hơn cái ông mà đánh du lên trần ở tầng 1. Đấy, rất rõ ràng. Và bây giờ nếu như chúng ta muốn đưa cái này lên cao hơn thì hoặc là chúng ta làm một cách thủ công, tức là kéo nó từ tầng nọ sang tầng kia. Đấy, thì lúc ấy nó mới cao hơn được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải ra lệnh đây. Object này, order này, chọn lệnh to front a page. Thì lúc này nó sẽ hỏi, tại vì đây là một cái vấn đề mà nó không còn nằm ở trong phạm vi của một căn nhà nữa rồi, một căn hộ nữa rồi, mà nó phải chuyển sang tầng khác. Cho nên nó sẽ hỏi rằng là đối tượng này sẽ bị chuyển sang tầng khác đấy, có chấp nhận hay không. Đấy, nếu mà chúng ta ok thì lúc đấy nó sẽ xác nhận và nó sẽ đưa cái đối tượng của chúng ta lên tầng cao hơn, và đồng thời lên cái vị trí cao nhất ở trong cái tầng đó. Việc tạo ra các tầng khác hay là các layer khác cũng tương tự, cứ bấm vào biểu tượng New Layer là xong. Thế thì tại sao lại cần phải có layer và nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Thì chúng ta cũng trao đổi luôn ở đây. Đó là khi mà tôi
tạo ra một cái bản thiết kế thì tôi phải xử lý rất là nhiều đối tượng, và bằng cách là sắp xếp các đối tượng này vào với đối tượng kia trở thành một group, một nhóm thì nó sẽ hoàn thành một nhiệm vụ hay là hoàn thành một cái yêu cầu nào đó. Thế thì cái việc mà sắp xếp nó trở thành một nhóm thì chúng ta có thể dùng lệnh group để chúng ta tạm thời là cố định nó vào cùng với nhau. Chúng ta cố định nó vào với nhau. Nhưng mà ở trong một trường hợp nào đó, nếu như quá nhiều đối tượng mà nằm cùng một layer thì thứ nhất là quản lý nó sẽ rất khó này. Thứ hai nữa là cũng có khả năng là chúng ta chọn nhầm này, xóa nhầm này, chỉnh nhầm này, vân vân. Thế thì cái việc mà cô lập từng cái nhóm đối tượng ở trong từng tầng khác nhau nó sẽ giúp chúng ta quản lý đối tượng một cách tốt hơn, cũng như là tránh được cái sự nhầm lẫn. Vì sao lại thế? Chúng ta quan sát ở đây thì có mấy cái biểu tượng này, chúng ta có thể tác động vào nó và thông qua đó là tác động tới quá trình làm việc và quy cách làm việc. Các bạn sẽ thấy là ở trên một cái layer như này thì nó có một số các cái biểu tượng, bao gồm là biểu tượng con mắt này, biểu tượng máy in này và biểu tượng cái bút chì. Thì biểu tượng mắt là gì? Biểu tượng mắt là tạm thời cho ẩn hoặc là cho hiện một cái layer cộng với toàn bộ những cái đối tượng đang nằm trên layer đó. Khi tôi đóng cái mắt này lại, các bạn sẽ không nhìn thấy các đối tượng nằm trên layer đó nữa. Nó không phải là xóa mà chỉ đơn giản là giấu đi thôi, giấu tạm thời đi thôi. Và khi tôi bật lên thì các bạn lại nhìn thấy nó. Như thế thì khi mà tôi muốn nhìn bản vẽ một cách đơn giản hơn, đấy, tập trung hơn vào một cái nhóm đối tượng nào đó thì tôi có thể tắt những cái layer khác đi để tôi tập trung vào, tôi quan sát một cái layer với các đối tượng nằm ở trên đó và không bị quấy rối bởi các cái thành phần nằm ở trên layer khác. Đấy là hỗ trợ về view đó. Còn trường hợp khác thì sao? Trường hợp khác là khi tôi bấm vào biểu tượng máy in thì các bạn sẽ nhìn thấy biển cấm hiện lên trên máy in. Trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là tài liệu nhìn thấy các đối tượng ở trong đó, nhưng nếu tôi nối máy in ra thì các đối tượng này sẽ không xuất hiện trong bản in, kể cả nó nằm trong hay nằm ngoài trang giấy cũng sẽ không xuất hiện trên bản in. Đấy. Thế còn nếu như tôi tắt cái mắt thì trong tài liệu không nhìn thấy, nhưng nếu nối máy in thì nó vẫn in ra, tại vì là nó không bị cấm in. Đấy, kể cả không được hiển thị trên bản in thì nó là một thành phần vốn có trong bản vẽ thì nó sẽ được quyền in ra. Thế còn trường hợp thứ ba là các bạn nhìn thấy cái bút, nếu tôi bấm vào đây cái biển cấm hiện lên là cái bút thì có thể nhìn thấy, có thể in ra, nhưng trong trường hợp này thì tất cả các đối tượng nằm ở trong layer này sẽ không được quyền chỉnh sửa. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều khi mà có một cái bản thiết kế rất phức tạp và chúng ta quản lý nó ở trên nhiều layer khác nhau thì rất có khả năng là tôi sẽ chọn nhầm vào một cái đối tượng nào đó hoặc một nhóm nào đó và không quản lý được một cái là chúng ta sẽ bị làm sai đi. Thế thì khi mà tôi đã sắp xếp một cái nhóm đối tượng nào đó vào thành một group, thành một cái tổ hợp nào đó mà tôi cảm thấy hài lòng rồi thì cách tốt nhất là khóa luôn, không cho phép thao tác. Vậy thì sẽ không còn cái chuyện là làm sai hay là làm nhầm nữa. Thế và chúng ta còn có thêm một số các tùy chọn nữa như sau. Ở phía trên này thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có một số các cái icon và nó sẽ giúp chúng ta giải quyết một số cách thể hiện hoặc là làm việc như sau. Cái icon đầu tiên là Show Object Property. Đây, chúng ta xem thử, bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra cái gì, khác biệt cái gì. Đây, khi mà tôi bấm vào Show Object Property thì nó sẽ khác với cái lúc đầu. Lúc đầu thì tôi chỉ nhìn thấy là có bao nhiêu layer này, đang làm việc với layer nào này, làm việc với layer nào thì layer đó, cái chữ nó sẽ bold lên, nó sẽ có màu đỏ để phân biệt với các tên layer khác mà nó không bold và không có màu đỏ. Thế còn khi tôi bấm vào đây thì nó sẽ khai báo thêm một số thứ ngoài
các cái đối tượng nằm ở trong layer này gồm có những cái gì và nhìn thoáng qua là cái màu này là màu gì, thì khi tôi bấm vào đây nó sẽ khai báo một cách chi tiết hơn, bao gồm là gì đây ạ, tô màu, tỷ lệ màu bao nhiêu, có đường viền hay không, đường viền này sẽ là dày như thế nào và màu mè nó như thế nào. Thì đấy là tham số mà chúng ta có thể nắm được một cách rõ ràng hơn về cái đối tượng đó. Tắt đi thì gọn gàng, nó chỉ khai báo sơ bộ thế này thôi. Trường hợp thứ hai là gì đây? Nút lệnh Edit Across Layer. Nút lệnh này nó sẽ giúp chúng ta là gì đây? Cứ nhìn thấy và bấm đúng thì chúng ta sẽ chọn được đối tượng bất kể nó nằm ở layer nào. Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm việc với nhiều layer thì cái việc này lại thành hơi nguy hiểm. Đấy. Khi mà tôi đã phải tách ra các đối tượng ra thành từng layer, có nghĩa là mỗi những đối tượng nằm ở trong từng layer nó đóng một cái vai trò đã được xác định và nó đã được nhóm vào để nó đi vào cùng một bộ với lại các đối tượng nào đó. Thế thì cái việc mà bây giờ tôi chọn lựa được bất kỳ, mặc dù nó nằm ở layer nào, bấm vào một cái chọn được ngay, tiện thì tiện thật, nhưng mà đấy cũng sẽ là đầu mối để mà làm sai, làm nhầm, xóa nhầm, lôi kéo nhầm, tô màu nhầm, rất nhiều thao tác có thể nhầm. Và do đó thì tôi tránh cái việc sai lẫn này bằng cách là tôi tắt cái biểu tượng Edit Across Layer này đi. Khi biểu tượng này bị bỏ đi, không còn kích hoạt nữa, thì đây bạn sẽ thấy là cái layer, tên của layer thì vẫn được hiện, nhưng mà các cái đối tượng nằm bên trong sẽ bị mờ đi. Do đó tôi có thể nhìn thấy trên màn hình, nhưng mà tuyệt đối tôi không chọn được đối tượng nào nằm ở trong layer đó cả, mà chỉ chọn được những đối tượng thuộc về cái layer đang được kích hoạt này thôi. Thì cái khả năng làm việc xuyên lớp là không còn nữa, chỉ có thể view xuyên các lớp, nhưng mà không có khả năng làm việc xuyên các lớp nữa. Tôi đang chọn lớp nào thì chỉ được phép thao tác với các đối tượng ở lớp đó. Cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ không còn cái chuyện nhầm lẫn nữa. Tại vì muốn chọn cái nào là tôi phải xác nhận rất rõ ràng. Hôm nay tôi đi kiểm tra, tôi đi làm việc ở tầng 1 thì tôi bật tầng 1 lên và tất cả mọi thao tác chỉ nằm ở đấy, không cho phép làm lẫn tầng. Đấy. Như thế thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta cái vấn đề là thao tác đến đâu là đúng chỉ đạo, đúng cái ý đồ đến đó, chứ sẽ không có cái chuyện là thao tác nhầm nữa. Thế còn cái sau này đó là Layer Manage View, thì chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn đó. On Page Layer and Object này, Current Page Layer Only. Thì bây giờ tôi bấm vào đâu thì nó sẽ cho chúng ta xem rất là ngắn gọn thế này thôi. Đấy. Nếu cả thì nó sẽ mở rộng hết ra cho chúng ta xem là các trang này có cái gì, cái gì, cái gì, và các thuộc tính bắt đầu nó khai báo một cách kỹ càng hơn. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta muốn thu gọn lại, chúng ta xem một cách tổng quan là xem nhanh có bao nhiêu layer như, đấy, và các thành phần khác như thế nào, thì chúng ta sẽ bấm vào đấy. Thì đấy là một vài cái khái niệm mà chúng ta làm quen với layer. Và nếu mà thích thì chúng ta có thể là lôi cổ một layer từ vị trí trên cao hơn xuống dưới so với một layer khác, ví dụ như này. Thì khi mà chúng ta hoán đổi cả vị trí của một tầng thì toàn bộ các đối tượng nằm trong cái tầng đó nó cũng sẽ hoán đổi vị trí, hoặc lên cao hoặc xuống thấp hơn so với các đối tượng mà nằm ở các cái layer khác. Thì đấy là một vài cái khái niệm mà chúng ta cần nắm được trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với Corel. Tuy nhiên cũng không phải lúc nào cũng làm việc với layer. Đấy. Khi nào mà bản vẽ trở nên phức tạp, đấy, và chúng ta muốn quản lý nó rất chặt chẽ thì chúng ta mới thực hiện cái thao tác này. Đấy. Đơn giản thì cũng không nên tạo thêm nhiều layer làm gì, nó sẽ trở nên phức tạp hóa vấn đề. Nhưng mà bản vẽ mà có quá nhiều đối tượng và có nhiều cái nhóm khác nhau thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc xem là có nên quản lý nó một cách tách bạch ra không. Thế còn chuyển thì chúng ta cũng có thể là chuyển bằng cách là chọn nhiều đối tượng rồi chúng ta cắt, rồi chúng ta chọn và dán vào cái layer mới cũng được. Đấy, ngoài cái việc là kéo đi thì chuyển. Đấy, còn không cắt, Ctrl X cắt đi xong rồi chọn layer mới dán vào cũng ok. Đấy cũng là một cách. Đây ví dụ tôi chọn hết cái thằng này. Đó. Chọn hết thằng này ở layer 1. Đấy, Ctrl X cắt đi, và bây giờ tôi dán nó vào layer 2.
thì nó sẽ lúc này nó sẽ chuyển vào layer 2 này. Và lúc này layer 1 là layer trống, chả có cái nhìn nữa. Thao tác đầu nào cũng thế, kéo trực tiếp vào trong này thì cũng có thể chuyển được, đúng không? Nếu muốn bình thông nhau, cái nguyên tắc này rất dễ làm. Thế thì đến đây chúng ta vừa mới giới thiệu xong về các vấn đề liên quan tới tầng thứ của các đối tượng. Bây giờ chúng ta còn làm việc với hai khái niệm nữa. Một khái niệm là gióng hàng các đối tượng, gióng hàng rồi chia khoảng cách các đối tượng. Và một khái niệm nữa là cắt hàng các đối tượng. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện phần thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi tiếp tới phần gióng hàng các đối tượng nhé.